Sau khi chúng ta đến với cái ngũ hành tương sinh ha, chúng ta xem qua tài khoản ngân hàng đúng không? Bây giờ chúng ta đến cái chọn sim phong thủy. Bạn thấy, bạn lên Google bạn đánh á, sim phong thủy thì nó có tới nhiều. Tôi thấy khoảng gần 200 triệu kết quả tìm kiếm. Cho nên các bạn quan tâm hay không quan tâm, đó là vấn đề thực tế của xã hội đó. Không, đó là hoàn toàn thực tế với xã hội các bạn. Chọn sim phong thủy đây. Bạn lên trên mạng thấy những cái con số giải thích của bạn. Ta đó là con kiến trong lỗ nó chui ra hang nó nghe. Thí dụ như là sim 1234, 01234 là tay trắng nằm lên, một vợ hai con ba lầu bốn bánh ha, nghe hay không? Rồi 1486 là 1 năm 4 mùa phát lộc. 1 năm 4 mùa phát lộc. Đó. 227 là dạng tuế ha, dạng tuế. 1 năm 1618 là mỗi năm mỗi lộc mỗi phát, hay hay không? 1102 là độc nhất vô nhị. 4 số 1 là tứ trụ vững chắc. 2626 là mãi lại phát lộc. Nói chung không một số nào mà trong các cái nhà giải thích ở trên mạng này mà nó không giải thích được, mà nghe rất là hay, rất là logic. Nhưng mà tại sao người ta mua cái số này về người ta kinh doanh được ta? Tự nhiên mua về làm hotline, tự nhiên mua về mình làm cái thay đổi cái số cho bản thân mình, mình thấy tài lớn tài nhỏ đồ ngon quá mà sao nó không kinh doanh được. Giờ mình có đặt ra câu hỏi đi. Đây. Số tài khoản này, cái số sim này. Giả sử mình lấy cái tứ quý 1. Tứ quý 1 cho đẹp không? Số tứ quý 1 đuôi á thì nó bán hiện tại khoảng 50 triệu. Còn tứ quý 5 số 1 cộng với mấy số trước mà nó đẹp đẹp thì nó bán khoảng là 200 triệu. Còn số mà 888999 rồi đó, mấy số đó khoảng gần cả tỷ. Tôi có một tư vấn chồng anh mà bán sim á, anh làm 2 năm mà anh kiếm được 30 tỷ. Thì anh phải rất giỏi rồi. Ok, nhìn vô con số tứ quý 1 đi. Tứ quý 1 rất nghe nói là gì nè? Tứ trụ vững chắc. Quay trở lại hành, các bạn ngũ hành. Sao nó hay bị đứng cái slide ta? Tôi không hiểu tại sao. Chúng ta quay lại cái slide này. Rồi. Bạn nhìn vô số tứ quý 1 đúng không? Tứ quý 1 nó thuộc hành gì các bạn? Tứ quý 1 nè, số 1, số 6 là hành thủy. Tứ quý 1 là hành thủy hoàn toàn đó. Số 1, số 6 hành thủy, số 3, số 8 là hành mộc. Số 2, số 7 là hành hỏa. Số 0, số 5 là hành kim. Ê, là thổ. Số 4, số 9 là hành kim. Như vậy là tứ quý 1 là hành mộc. Mà cái người dùng cái số đó đó, người đó lại là hành thổ. Thì mộc nó khắc thổ. Đúng không? Hoặc cái người dùng của cái sim điện thoại đó là hành kim. Thì kim là khắc mộc rồi. Một cái là mình khắc nó, một cái nó khắc mình. Vậy nó có kết quả không? Cái nó khắc mình, cái mình khắc nó. Mình khắc nó, mình bị suy. Còn nó khắc mình đó, thì nó làm cho mình đứng hình. Thì tôi hay dùng cái thuật ngữ để vui lắm. Tôi nói là cái số mà nó khắc mình nó giống như ra đường gặp cướp. Còn cái số mà mình khắc nó thì mình ra đường á, thì ở nhà mình có trộm. Là nó trộm ở sau đinh. Mình có tiền vô, cái tiền này nó chảy ra. Tiền vào cửa trước chảy ra cửa sau. Còn cái số mà nó khắc mình thì nó là cướp đứng trước nhà, nó chặn đường mình. Người nào mà anh thổ xài số tứ quý 1 là người đó sẽ không được làm ăn tiếp. Còn người nào mà bệnh kim mà xài tứ quý 1 á, thì người đó kiếm bao nhiêu tiền mất hết bao nhiêu. Thì cậu này đó có kinh doanh về sim y như vậy đó. Cậu bán, tôi hỏi cái sim em bán rẻ bao nhiêu là ông nói là 50 triệu. Cái sim mà mắc nhất bao nhiêu ông nói là 1 tỷ. Thì ông bán sim ông là người Hải Phòng, vô thành phố Hồ Chí Minh kinh doanh 2 năm được 30 tỷ. Nhưng mà tại sao thì đến tìm ông thầy phong thủy là tìm tôi tư vấn cho bạn anh giám đốc kia mà. Nói là thầy ơi cứu em với, em giờ em sập tiệm rồi. Có 30 tỷ mà sập tiệm á. Đúng rồi. Em mở 4 cái nhà hàng ở Hà Nội, lấy 30 tỷ về em mở làm xong rồi. Em đóng cửa hết luôn rồi em sập tiệm rồi. Giờ cứu em với. Rồi, có phải xài số từ điện thoại tứ quý không? Ủa sao hay vậy? Em xài tứ quý 9 đúng không? Rồi. 4 con số 9 đôi, mà số 9 là hành kim đó các bạn. Mà kim thì khắc mộc nha, nhớ nha. Hỏa thì khắc kim. Đó. Rồi, vậy thì bạn này xài số tứ quý 9 giống như tứ quý 1 thôi, tức là mình xài cái số đó nó rất là vượng nhanh, nó vượng lên khủng khiếp. Bao nhiêu cái tài lộc trong tương lai của mình thu về hết, giống như mình gặt lúa non vậy đó. Khi các bạn đi start up một dự án đó, bạn thấy bạn lên bạn gọi sát tăng các chương trình đó, bạn thay vì bạn để trong tương lai thì bạn bán từ từ, còn giờ mình lên mình gọi vốn, mình kiếm về cục tiền. Sau đó mình xài hết, mình đi tiêu xài tiêu pha thì mình bị hết cái lộc. Thì nó đến lúc bận suy nó xuống là mình mất hết tất cả những gì mình có. Thì bạn này có được 30 tỷ nhưng nó phá 30 tỷ trong 6 tháng. Thì cái số tứ quý 1 thuộc hành thủy mà mệnh của bạn là hành hỏa thì chỉ có tiêu thôi. Còn mệnh của bạn thổ nữa là bạn không thể xài nữa rồi. Đương nhiên rồi. Như là cái tài khoản ngân hàng hay cái sim nó liên quan đến nhau là như vậy. Chứ không phải là tứ quý 1 là ai xài cũng được. Tứ quý 5 ai xài cũng được. Tứ quý 5 là hành thổ đó. Thử bạn mà mệnh thủy đi.
Bạn mệnh thủy bạn sẽ tứ quý năm mà thổ khắc thủy trực tiếp là nó làm cho năng lượng trong người bạn tắt liền ngay lập tức. Bạn tắt đầu tiên là bạn tắt với người thân, bạn tắt kế tiếp là đối tác, và bạn tắt thứ ba là tất cả các khoản giao dịch của bạn từ đó đó, bạn gọi đi điện thoại đi với các mối làm ăn đều bị tắt hết. Các bạn hãy để ý từ những có những người ta đổi một cái số điện thoại tự nhiên cái việc ta hanh thông ra. Có những người bắt đầu đổi số điện thoại là tự nhiên nó làm cho mình tắt. Tại vì cái dòng năng lượng của bốn con thổ đó nó giống như là một cái mảnh đất rộng mênh mông, nó nằm cản trước cái mặt tiền nhà mình, mà mình là hành thủy là dẫn hành trong phải nước mênh mông ở trước mình, đó là phải thông thoáng như dòng sông thì nó dễ. Còn mình là tự nhiên mình nhanh thổ không à, mà thổ khắc trực tiếp thủy đó, thì số điện thoại nó có nguyên lý giống tương tự như số tài khoản ngân hàng, nhưng số điện thoại nó phức tạp hơn số tài khoản ngân hàng gấp 6 lần đó, đó. Cái này nó mới phân tích bước đầu thôi. Bây giờ sẽ cho bạn con số nữa là mình nhìn nè, đó là số giá bán của chiếc xe hơi. Tiếp tục nha, đây là chiếc xe hơi Mercedes, họ niêm yết cái mã của họ là CLS ha, SLK 300, và cái giá bán họ đã đông công bố là 4 tỷ 199 triệu, mà 199 triệu là số hành kim nha, cái số 9 là hành kim, tôi nhắc lại bạn, số hành số 49 là hành kim là. Rồi bên dưới thì nó ra được cái số là chiết khấu là 47 triệu 530 ngàn, đó chiết khấu sau khi nó trừ ra nó còn giá nét thôi, mình tính cái giá công bố thôi. Ở đây là 4 tỷ 589 triệu, rồi bên đây là xe của Honda, Honda là để 780 triệu 869 triệu 796 triệu, rồi 885 triệu đó, có một là 1 tỷ 008 triệu đó, những con số. Rồi tôi cho bạn một cái khảo sát, bạn về nơi của bạn á, đang sinh sống, hoặc bạn vô cái đại lý bán xe hơi bạn làm cái khảo sát, đừng có trả lời tôi ngay bây giờ. Các bạn cũng đừng tin vào những gì ông Nguyễn Ngoan nói ngày hôm nay, mà các bạn phải là người hiểu trước, chiêm nghiệm và hãy làm khảo sát thị trường. Bạn thấy những cái mã nào, xe hơi nào mà nó vô hành kim thì cái mã xe hơi đó sẽ rất dễ bán. Thí dụ cái CLS, GLC mà các bạn quy đổi bằng con số tôi chỉ nãy đó, mà nó ra hành kim, hành thổ thì cái mã đó rất dễ bán. Hành kim, hành thủy, hành thổ thì cái mã đó ok. Nhưng nó ra hành mộc và hành hỏa thì cái mã đó sẽ rất là khó bán. Đó là yếu tố đầu tiên. Cái yếu tố thứ hai, cái giá bán nào nó niêm yết nó vô hành hỏa thì chiếc xe đó coi như đi đời. Tôi mới tư vấn cho một doanh nghiệp, đó là Mai Linh Taxi, ông chủ Mai Linh Taxi là Hồ Huy, chủ tịch Hồ Huy á, khi gặp tôi thì tôi mới nói là cái sim điện thoại của anh là cái sim cực xấu. Ông ngạc nhiên, ông nói hồi xưa giờ chưa có ai dám nói cái sim của ông là xấu, phải mua 4 tỷ. Cái sim của ông chủ tịch Mai Linh á, là mua 4 tỷ, và ông lập ra 7 hãng taxi, trong đó có 6 hãng taxi chết và một hãng sống duy nhất, và tôi phân tích cái số 3838 của hãng Mai Linh Taxi. Sau khi ông nghe xong là ông phải phục tôi và toàn bộ dàn lãnh đạo, và ông phải công nhận về điều đó, bởi vì 6 hãng taxi nó chết, chết bởi toàn bộ cái số mà taxi nó đều con số nghịch lại với cái ngành taxi. Nó chỉ có duy nhất một con số là 3838 của taxi Mai Linh, trên hãng taxi nó sống duy nhất là Mai Linh, còn các hãng khác nó chết. Và cái số của ông Hồ Huy là nó làm cho ông mất 1.000 tỷ đồng. Ông nói thầy ơi, hôm nay em ngồi thiệt, em chia sẻ, cái số em mua 4 tỷ nhưng mà làm cho em kinh doanh mất hết 1.000 tỷ. Và bạn biết đó là một người doanh nhân rất lớn, một người doanh nhân rất uy tín, và ông phải xác nhận vào điều đó. Ông là nhà phân phối cho Isuzu, và ông chia sẻ là nhân viên của ông là những người quản lý, có một mã xe Isuzu mà một năm bán chưa 2 chiếc thôi. Bạn tưởng tượng là chiếc xe Isuzu nó ra đời thì nó bán phải 1.000 xe để nó có lãi, mà có một mã nó bán có 2 chiếc một năm thì cái công ty phân phối là lỗ 197 tỷ. Tôi chia sẻ với các bạn như vậy. Thì các bạn hãy chiêm nghiệm đi những gì tôi nói ngày hôm nay, đừng vội kết luận, đừng vội phán xét. Doanh nhân không được kết luận vội các bạn. Bạn là doanh nhân, bạn có con óc phân tích. Như vậy bạn về bạn chiêm nghiệm nha. Thứ nhất cái mã xe nó phải hợp vô hành kim là đứng đầu. Cái đó là hành thổ, thứ ba nó là hành thủy. Thì ba cái mã như vậy nó đều hợp với cái hành kim, bởi vì kim sinh thủy nó là lộc. Còn thổ sinh ra kim thì nó vượng cho cái mã đó, nó bán cái mã đó dài lâu. Nó bán được 3 4 năm giống như chiếc Toyota vậy đó. Toyota mà Innova vậy, nó bán hoài à. Chiếc Innova nó cứ đổi hết cái model này đổi model khác, nhưng mà chiếc Innova nó vẫn còn tồn tại, hoặc là chiếc Fortuner. Như vậy có những mã nó cắt đi, nó bỏ, có những mã nó tồn tại và nó làm thêm cái phiên bản mới, phiên bản mới, phiên bản mới. Và cái giá bán nó niêm yết thì nó niêm yết đúng cái giá hành kim thì nó gặp thuận lợi, nó niêm yết giá hành hành thủy thì nó được lộc, nó niêm yết giá hành thổ thì nó bán trong cái giai đoạn mà nó bị suy thoái. Đó là cái công thức của cái thế giới số.
Và nếu bất cứ doanh nghiệp nào mà cũng hiểu như vậy thì bạn kinh doanh á, khả năng bạn thành công cao hơn người khác rất là nhiều. Bởi vì bạn đang một doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng bạn làm đúng thì bạn có thể lấy tốc độ, thắng quy mô, lấy sáng tạo, chuyển đổi năng lượng để bạn thắng được cái kinh nghiệm của một doanh nghiệp đi trước đó 50 năm, 20 năm. Thì đó là cái công thức mà tôi muốn chia sẻ với bạn, là cái thế giới số. Và tôi cho bạn cái sự kết hợp con số nó rung động, nó khủng khiếp đó. Nếu bạn đi sâu vào lĩnh vực này bạn phải nghiên cứu. Còn nếu bạn không nghiên cứu thì bạn chỉ cần gì? Tổng hợp từ chuyên gia. Giống như bạn đến tập hợp của các cộng đồng doanh nhân vậy, là các chuyên gia rất giỏi ở đó nhiều, họ tổng hợp sẵn, họ nghiên cứu sẵn thì họ chia sẻ bằng cái công thức ứng dụng. Thì tôi cho bạn cái con số. Thế giới này nó vận hành bằng con số hết. Mà khi chúng ta kết hợp những cái con số lại, nó rung động, nó tạo ra trường. Số chính là gì? Là rung động. Mà rung động thì trường, mà trường nó mang tính hấp dẫn. Mà nó hấp dẫn thì nó hút, cho nên mình gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Thí dụ như dãy số là 1, 2, 4, 5, 7, 8. Bạn thấy mất 3 con không? 3 con là 3, 6, 9. Bởi cái rung động của con số 1, 2, 4, 5, 7, 8 là rung động bậc thấp. Rung động bậc thấp. Cho nên trong 7 nốt nhạc của chúng ta nó có là Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Đố, ha. Như vậy 7 nốt nhạc là tới nốt cao nhất thì nó phải chuyển. Và rung động của con số khi nó kết hợp cũng y như vậy. Khi bạn kết hợp con số 1, số 2, số 4, số 5, số 7, số 8 lại thì rung động đó là rung động bậc thấp. Còn bạn kết hợp con số 3, số 6 là rung động nó ở bậc trung. Nhưng khi bạn đã kết hợp con số 9 là rung động nó bậc cao và cao nhất luôn. Phải nói là vô cùng cao. Như vậy nó phải tách biệt ra, nó tách biệt ra hoàn toàn với các dãy số còn lại đó là số 9. Nó đứng một mình và cái số 3, số 6 là đứng kết hợp lại được. Cho nên những con số mà 3, 6, 9 là tần số rung động cao, trung và cao. Còn những số còn lại là số rung động bậc thấp. Rồi tôi lấy những cái cặp kết hợp trong dịch lý. Cái này nó kết hợp vô dịch lý nè. Từ con số đời thường thôi, mình mới kết hợp qua phương minh triết phương Đông, đó là dịch lý. Thì những con số như là 54, 33, 30, 45, 63, 81, 27 và 09, 06 là sự diệu dụng của kết hợp con số. Tôi lấy thí dụ, con số 5 hay số 4 là mình thấy không? Số 5, số 4 mới kết hợp ra tổng nó bằng ngay. Có phải tổng bằng 9 không? Số 33 kết hợp ra phải là 3 bằng 6 không các bạn? Rồi số 30, 3 cộng 0 có phải kết hợp bằng 3 không? 63, 6 cộng 3 phải bằng 9 không? 8 cộng 1 phải là bằng 9 không? 2 cộng 7 phải bằng 9 không? Số 0 cộng với 9 bằng 9. Số 0 cộng với 6 bằng 6. Lập tức hai con số nó rung động ra tần số cao liền lập tức. Rồi. Đây là cái cách mà người ta tạo ra những cái tòa nhà. Những con số của những tòa nhà. Tôi lấy thí dụ. Lấy thí dụ nha. Tòa nhà 6-8 tầng của Bitexco, thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây các bạn là ở miền Nam nhiều, không có ai miền Bắc thì tôi nói ở miền Nam. Nếu bạn ở miền Bắc tôi thí dụ miền Bắc. Tòa nhà Bitexco tại thành phố Hồ Chí Minh, ngay đường Hải Triều, 68 tầng, 68 lần 14, 14 là bằng 5. Vì vậy con số rung động ở tầng số là 5, nó rất là thấp. Và 68 thì mình dịch ra tiếng Việt là lộc phát, cái đó là phong thủy ở Chợ Lớn. Không bao giờ trong phong thủy có chữ lộc phát cả. Hãy nhớ, những con số bạn nghe là lộc phát, nhất lộc phát, đó là cái cách mà người ta học phong thủy đại chúng ở bên Trung Quốc và ở quận 5 Chợ Lớn, chứ không phải là phong thủy truyền thừa và chính thống. Nguyễn Ngoan đã đi qua 7 quốc gia để nghiên cứu về phong thủy. Và tôi đã đi qua 40 quốc gia trên toàn cầu để nghiên cứu, để học tập các bạn. Tôi chia sẻ với bạn, không có phong thủy nào có số lộc phát cả. Hãy nhớ chỗ đó. Nếu bạn đang biết điều đó, bạn hãy xóa mỏ, tẩy não và bạn hãy đi đích format luôn đi. Con số nó kết hợp với bằng rung động mà tiến sĩ David Hawking đã chứng minh qua cái lý thuyết rung động tần số mà các bạn đã biết rất nhiều trong cái mùa Covid này. Thì tôi lấy thí dụ cho bạn, tần số 68 là nó bằng 5 thì cái tòa nhà Bitexco khai thác được nhiêu? 60 là maximum, và những lúc cao điểm của nhất là 80% cái cho thuê được cái văn phòng, nó gọi là occupancy. Nếu mà bạn làm trong những dịch bất động sản, bạn biết là mức độ khai thác quyết được thành công của tòa nhà đó. Và tần số rung động của nó là tần số 5, cho nên nó không có khai thác được full. Họ bán cho công ty Nhật cũng không thành công, họ bán cho công ty Hàn Quốc cũng không thành công. Và cái tòa nhà này nó lỗ triền miên và nó lỗ lên con số rất lớn. Bạn lên đọc báo cáo tài chính của Bitexco bạn sẽ hiểu. Và tòa nhà nó gọi là Financial Tower, tòa nhà tài chính mà bản chất nó kinh doanh lỗ. Rồi, tôi lấy thí dụ thứ hai, tòa nhà Cang Nam 72 tầng tại ngoài Hà Nội. Số 72 vô cái quẻ dịch lý là gì? Sơn Trạch Tổng. Mà tổng của nó là số 9 không? Số 9 là tòa nhà cao nhất ngoài Hà Nội hiện tại là tòa nhà 72 tầng. Rung động nó rất cao, rất mạnh, cho nên tập hợp những công ty hàng đầu của Hàn Quốc đến. Hàng đầu của Hàn Quốc luôn đến. Khách sạn nè, kinh doanh là cà phê stock. Cang Nam á, là cái tòa nhà cao mà nằm ở cái đường Phạm Hùng các bạn. Ngay chỗ khu vực mà quận 5 Từ Liêm mà gần trung tâm hội nghị quốc gia đó, tại vì tôi đi công tác Hà Nội ở đó nhiều, và cái trường mà tôi dạy, trường doanh nhân BTI, nó đối diện với đó. Rồi, như vậy nó rung động, nó là rung động số 9 rất mạnh.
Bởi vì nó là một tòa nhà cao và quy mô lớn bề thế, nhưng mà cái số của nó là số 72. Nó ra được cái quẻ là thiên sơn trạch tổ, cho nên nó tổn thất. Nó bị nhiều cái về tài chính thất thoát, mất mát, tổn thất mà mình không tiện nói ra. Và đến thời điểm hiện tại, rung động nó cao, nhìn nó bề thế, nhưng bên trong nó có nhiều cái kinh doanh chưa có lãi. Quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta có một tòa nhà mang tên là gì? Landmark. Landmark, đúng rồi. 81 tầng, cao nhất nước Việt Nam. Và biết số 81 không? 81 cộng lại bằng gì? Bằng 9. Cho nên đây là tòa nhà biểu tượng của Sài Gòn. Đây là tòa nhà trung tâm, tòa nhà biểu tượng và tòa nhà cao nhất nước Việt Nam. Và số 81 là trên bảng tôi có ghi đó, 81. 81 trong quẻ dịch lý nó là quẻ địa thiên thái. Mà cái nghĩa địa thiên thái nó gọi là thiên địa hòa xướng chi tượng, tượng âm dương giao hòa. Trời đất thông thương, cha mẹ hòa hiệp thì con cái được sống an bình, quốc gia sống thái bình. Tòa nhà 81 tầng thì tất cả các công ty tinh anh đều hội tụ. Tôi có đến tòa nhà này tư vấn nhiều lần cho các cái doanh nghiệp ở trong đây. Thì quản trị bên trong là chuẩn 5 sao. Công nghệ trong đây rất cao và cái logic bên trong bố trí sắp xếp rất là chuẩn mực. Còn tòa nhà Cang Nam 72 tầng của Hà Nội là sơn trạch tổ, vô đó lùng bùng, đường xe hơi đi rất khó, đi tìm người gọi điện với nhau mà ngồi ở trong tòa nhà đó mà gọi điện qua lại mất gần 10 phút không tìm ra nhau. À, cái điểm này điểm quan trọng, bởi vì cái quẻ nó là sơn trạch tổ, còn quẻ 81 tầng là tuyệt đẹp. Cho nên ở chỗ này là chúng ta phải luận ở trên nền tảng của rung động các con số, tạo ra giải năng lượng, hút các đối tác làm ăn, các nhà đầu tư và các landlord cho thuê. Cho nên chúng ta kinh doanh trong một tòa nhà có năng lượng cao thì chúng ta cộng hưởng năng lượng. Chúng ta kinh doanh trong một tòa nhà âm u tối tăm, chúng ta bị cộng hưởng của năng lượng. Chứ chúng ta đừng có quy chiếu, hệ quy chiếu là 81 rồi 61 rồi 13 rồi vân vân, rồi lộc phát lộc rồi nhất lộc phát, hay cái kiểu mà nó luận trên số trên đại chúng, thì không cần ông thầy Nguyễn Hoa, cũng không cần bất cứ chuyên gia nào nghiên cứu về phong thủy giảng dạy cả. Như vậy nó làm mất thời gian của anh chị quý báu, doanh nhân là thời gian là bạc. Ok không? Đó. Rồi, tới đây tôi dừng lại để cho các bạn tương tác, để tôi cho cái phần cuối cùng còn kỳ diệu hơn nữa. À, đấy. Khi mà nói về số đấy.